Trong thời điểm thời tiết nắng nóng kéo dài như hiện nay, người dân thường rủ nhau đi tắm ở những khu vực dễ xảy ra đuối nước nên đã có nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra. Và đây cũng là một hồi chuông cảnh báo về tình trạng đuối nước của bà con nhân dân trong dịp hè này. Tại thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, vào ngày 20 tháng 5, lực lượng chức năng cho biết đã tìm thấy thi thể một nam thanh niên tắm sông trong lúc thủy triều dâng cao và nước chảy xiết nên dẫn đến đuối nước thương tâm. Nạn nhân là một thanh niên 29 tuổi ở khóm 5 phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Theo người nhà nạn nhân, khoảng 15 giờ ngày 19 tháng 5, nạn nhân đi tắm ở đoạn sông Cái Cam thuộc thủy phận khóm 5 phường 9 nhưng lâu quá không về. Tiếp nhận tin báo, công an phường 9 đã kết hợp với lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp đến hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân. Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Vĩnh Long đã điều hai xe chuyên dụng cùng 20 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để triển khai tìm kiếm. Do lúc xảy ra đuối nước là lúc thủy triều đang dâng cao, nước chảy mạnh nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 19 giờ ngày 19 tháng 5, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân cách nơi nhận tin báo khoảng 20 mét. Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể người bị nạn cho gia đình an táng, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân.